Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop random nhận 20 token có ký hiệu là 03 swap nha bạn. Thì token 03 swap này nó đã list các là sàn giao dịch như điển hình như sàn của UBA hoặc là Banke Swap, Binance, MC rồi nhiều sàn lắm các bạn. Thì hiện tại với giá là 5.22 đô cho một token. Thì chương trình airdrop này dành cho 500 winner may mắn nhận 20 token UBA nha các bạn. Từ trên CoinMarketCap. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap nha các bạn. Sau khi có tài khoản trên trang CoinMarketCap xong thì các bạn nhấp vào link sự kiện nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bao gạch bên cùng, các bạn đăng nhập. Sau khi bạn đăng nhập xong thì các bạn bấm lướt xuống nè các bạn. Các bạn bấm vào soi airdrop nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn bấm vào Up to Wallet các bạn. Thì các bạn mở trên trang CoinMarketCap ra nè. Các bạn tìm kiếm tên em là UBA nha các bạn. Các bạn chậm xíu các bạn. Không ba swap chứ. Các bạn dán vào. Các bạn nhấp vào 03 swap nha các bạn. Các bạn like cho nó một cái nha các bạn. Sau khi các bạn like xong thì các bạn trở về cái link sự kiện nè các bạn. Các bạn bấm up to wallet nha các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn join vào kênh seller nữa nè. Telegram các bạn. Trên Telegram nó multi, các bạn bấm nhầm multi nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào bao gạch cùng, các bạn vào setting nè, các bạn copy username mình nha các bạn, a cộng anh 3 số 1 3 số 2. Rồi các bạn cho tiếp kênh seller của 03 swap nha các bạn cho sau nè. Rồi các bạn vào đây, các bạn follow trên tài Twitter của CoinMarketCap và 03 swap nha các bạn. Rồi bạn bấm vào một retweet trên tờ Twitter nó thì các bạn like nè, các bạn chích dẫn cho tờ tweet nha các bạn. Các bạn dán tờ tweet cho tất cả các bạn vào, tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Sau khi tăng 3 người bạn mình vào xong thì các bạn dòng đầu tiên thì các bạn nhập địa chỉ ví UBA của Chen nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví trên ví Huobi của mình các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví Bitcoin token hoặc là các bạn dùng địa chỉ ví MetaMask tích hợp mạng Huobi của Chen vào các bạn. Huobi của Chen các bạn. Các bạn bấm nhận nha các bạn. Các bạn sao chép. Sau khi bấm nhận sao chép xong, các bạn dán địa chỉ ví Huobi của Chen vào đây nè các bạn. Rồi. Tiếp tục dòng thứ hai thì các bạn điền username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Dòng thứ ba các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên một link retweet bot nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào bao quanh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn UBA nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn dán lên nè. Dán vô đây nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản đó nè. Rồi bấm zone airdrop nha các bạn. Ok, vậy là xong nha các bạn. Chương trình airdrop này nó sẽ kết thúc vào 7 ngày nữa và nó sẽ công bố kết quả cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.